khán giả đặc biệt, chúng ta cùng quay trở lại tại Samora khu công nghiệp Phước, nhà bè thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi liên diễn biến ở đây. Quý vị khán giả tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu đội hình đăng ký thi đấu ở trong đội hình của hai đội bóng thi đấu ngày hôm nay. Trong áo của các thủ công ty cổ phần Trang có sự góp mặt của số 88 Thanh Tuấn, số 19 Quốc Bảo, thủ thành Ma Treo, số 15 là Khải Anh, số 80 Mây Ân. Một bàn thắng sớm dành cho trận đấu này. Khi mà chúng ta mới chỉ điểm qua 1 đến 3 cầu thủ bên phía cổ phần Trang thì ngay tức các bàn thắng đến, và đó là một trong những vị trí tiền đạo có chiếc áo rất đặc biệt, 3 số 1. Anh nhất một lần không chịu, anh phải nhất 3 lần. Mà đó là tình huống như bàn của anh Vũ. Và ở tại sân đá của Hiệp Phước, anh em hay gọi anh là Hổ Báu, Hổ Cọp. Tỷ số mở 1-0. Một người cũng là Văn Hiếu, số 7 Văn Lên, Văn Thanh, số 4, số 1 Thủ Thành Bình Nhân, số 16 Hữu Phát, số 4 Nữ Bình Minh Châu, và số 1 Bé Tí. Bên phía các thủ công ty cổ phần Trang, 2-0 dành cho cao thủ của Bưng Bưởi FC. Đây là cú đúp nhanh, có thể nói là nhanh nhất ở thời điểm này dành cho giải bóng đá sân 7 Mừng Xuân Giáp Tin 2024 tranh cúp Vasa Sport. Đội trưởng Hồ Cộng đang có một pan khởi đầu tuyệt vời của mình. Lần này đó là tình huống đá phạt góc từ cánh phải. Cú đá, đây rồi, 3-0 dành cho Bưng Bưởi FC. Lần này đó là số 10 Văn Chuột. Văn Chuột đã có một quả trống rất lớn. Thế trong phòng ngự của công ty của Văn Trang đã có phần nào đó hơi mỏng manh trong phòng bóng này. Đây mà chào số 15 của Văn Trang. Mây Ân, Văn Lên, quả trống dứt điểm ngay, vẫn còn. Cuối cùng cũng có bàn là bàn để rút ngắn khoảng cách và nhập cuộc của công ty cổ phần Trang. Hai cú dứt điểm liên tiếp dành cho cầu thủ Ma Chéo, số 19 Quốc Bảo. Điều đó đã giúp cho Quốc Bảo có được bàn thắng và giúp cho các thủ cổ phần Trang rút ngắn tỷ số còn 1-3. Mặc dù Minh Chay đã xuất sắc để bóng ra ở nhịp trước đó, nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Quốc Bảo. Cú trận thứ hai đã trở nên hoàn hảo hơn. Mới Nhân, một cú đá từ xa vào, tuyệt vời. Đó là bàn thắng rất đẹp dành cho số 80 Mới Nhân. Tỷ số rút ngắn còn 2-3 dành cho cú sút này. Các thủ công ty của Văn Trang họ đã yếu thế hơn, có thể nói là yếu thế hơn rất nhiều, nhưng với nỗ lực của mình thì họ đã có hai bàn thắng đầy cảm xúc. Đây là một trong những bàn thắng cảm xúc nhất từ đầu trận đấu ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Một cú đá từ xa của Minh Nhân và các đội ở phía trong đã hỗ trợ cho việc cúi người tập thấp và đánh lừa được thủ thành Minh Chay. Văn Chuột đang di chuyển, đây rồi, vẫn sẽ chỉ có đá phạt góc dành cho cao thủ Bưng Bưởi FC mà thôi. Người chiến thắng đó là Bình Nhân. Một cú đá từ xa, như vậy là cuối cùng có thêm pha làm bàn dành cho cao thủ Bưng Bưởi FC. Bàn thắng để nâng tỷ số lên là 4-2. Người ghi bàn là Thanh Tuấn của thủ Ma Chéo, số 17. Và bóng đến từ một quả đá phạt góc, và Thanh Tuấn đã xử lý thêm một nhịp nữa trước khi tung ra cú dứt điểm uy lực. Anh Vũ, Quang ơi, hat trick rồi, không thành trống, và đã có hat trick dành cho đội trưởng của cao thủ Bưng Bưởi FC. Tỷ số nâng lên là 5-2. Một pha solo cực kỳ tốt ở hành lang cánh trái và đánh bại hoàn toàn hệ thống phòng ngự cũng như là thủ môn của đối phương. Và sau đó là tình huống dứt điểm khá đơn giản dành cho đội trưởng anh Vũ lập hat-trick trận đấu này. Những bàn thắng đến từ Thanh Tuấn,
xoay người dứt điểm. Cú đá từ xa và ghi bàn của Thành Tuấn rút ngắn tỷ số còn 3-5 dành cho trận đấu này. Vẫn chứng lại của các cầu thủ bên phía vùng lưới AC và họ đã phải nhận bàn thua. Bóng đập mặt sân và khiến cho Minh Trai khó phán đoán. Nguy hiểm! Một sai lầm ở trong hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bừng bừng khiến cho họ phải nhận bàn thua thứ tư. Và tỷ số rút ngắn còn 4-5. Cơ hội lại nhen nhóm dành cho cao thủ công ty cổ phần Trang. Người ghi bàn đó là cầu thủ Marcel số 32, người mới vào sân cách đây ít phút mà thôi. Như đã nói, các cầu thủ bự họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều về nền tảng thể lực khi càng về cuối. Bắn chuốt. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này vẫn còn những phút nữa. Trọng tài đã thổi còi và chỉ tay vào chấm penalty. Một pha phòng ngự khá đáng tiếc dành cho số 19 Quốc Bảo bên phía công ty cổ phần Trang. Anh đã thất thế nhưng vẫn còn cái chân để làm rào ngáng đối phương. Thành Tuấn rất đơn giản, tỷ số được nâng lên là 6-4 dành cho cao thủ của Bóng Bừa FC. Trạng thái hai bàn được thiết lập trở lại cho một sự chắc chắn. Đó cũng là cú đúp của Thanh Tuấn trong trận đấu ngày hôm nay của Minh Trai. Dù vậy, lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại diễn biến thi đấu chính thức của các cầu thủ Bóng Bừa FC và công ty cổ phần Trang. Tỷ số chung cuộc là 6-4 dành cho các cầu thủ Bóng Bừa FC và xin chúc mừng. Họ là đội bóng đầu tiên có 3 điểm ở bảng B và sẽ gặp lại nhau vào khung giờ 18:30 ngày hôm nay với câu lạc bộ Cầu Cảng FC. Trong khi đó thì các cầu thủ công ty cổ phần Trang sẽ trở lại vào tuần sau đá lúc 14 giờ với các thủ Cầu Cảng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ tạm chỉ dành nhau ít phút trước khi trở lại với trận đấu ở lượt trận thứ hai của công ty Vinashino và đại diện còn lại Sài Gòn 20. Trận đấu còn lại của Vinashino